Lúc trước không có thời gian nhìn kỹ, giờ ngồi trong phòng khách, Cố Thành Kiêu liếc mắt nhìn thấy một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần cộc cỡ lớn treo ở ban công. Một trắng một đen rất nổi bật. Cố Thành Kiêu lập tức nghĩ ngay đến người đàn ông tên Triệu Húc Nghiêu kia. Từ lời nói của Nam Nam thì Triệu Húc Nghiêu là người đàn ông thường xuyên ở bên cạnh cô nhất. Ngoài chuyện hay ân cần động viên, cuối tuần anh ta còn đưa đón mấy mẹ con tới lớp năng khiếu. Đêm hôm đó, Triệu Húc Nghiêu và Lâm Thiển đưa hai đứa trẻ vào siêu thị mua đồ, rồi còn theo mấy mẹ con vào tòa nhà cao ốc, nghiễm nhiên trông như một gia đình bốn người. Anh nghiêm trang ngồi trên ghế sofa, mắt không ngừng liếc nhìn chiếc áo sơ mi và chiếc quần treo ở ban công, đột nhiên anh cảm thấy bất an. Căn phòng này thiết kế theo kiểu mở, phòng bếp và phòng khách thông nhau. Đây cũng là điểm mà Lâm Thiển thích ở căn hộ này, vì lúc nấu cơm cô vẫn có thể nhìn thấy bọn trẻ. Cô vừa chuẩn bị bữa tối vừa hỏi. Này, trời sắp tối rồi, rốt cuộc anh muốn ở lại đến lúc nào? Anh không cần về tổng bộ gấp sao? Anh đang nghỉ phép. À, khó khăn lắm mới có thời gian nghỉ phép. Sao anh không về chăm sóc ba mẹ anh đi? Cố Thành Kiêu quay đầu nhìn cô. Cô cũng đàng hoàng nhìn lại anh, bốn mắt vừa chạm nhau, một loạt cảm xúc khác thường lờn vờn trong đầu hai người. Thế nhưng trong lòng Lâm Thiển vẫn có sự trở ngại. Trong thâm tâm cô vẫn không vượt qua được cửa ải ba mẹ anh. Không nói đến 4 năm trước, Diệp Thiến Như đuổi cô ra khỏi thành để. Đến giờ khi Diệp Thiến Như biết rõ Cố Thành Kiêu chưa chết, cô qua nhà hỏi thì bà ta cũng lạnh lùng xua đuổi, không thèm tiết lộ cho cô tin tức gì. Không tính Diệp Thiến Như, Cố Nguyên cũng như vậy. Trước giờ bọn họ đã không chấp nhận cô, bây giờ có cơ hội tốt như vậy thì sao bọn họ có thể để cô bước vào nhà họ Cố được? Thái độ của hai người khiến cho cô lạnh cả tim, đồng thời cũng làm cô thấp thỏm, lo âu. Nếu nhà họ Cố biết hai đứa trẻ là cốt nhục của Cố Thành Kiêu, thì hai ông bà sẽ cần con chứ không cần mẹ. Với thủ đoạn của nhà họ Cố, thì làm sao cô có thể tranh giành con với họ được? Nếu đã không thể chống lại hậu quả này, thì ngay từ ban đầu cô phải nắm rõ tình thế mà lựa chọn cho thật đúng đắn. Nghĩ đến những chuyện này, Lâm Thiển vội vàng tránh mắt đi. Cố Thành Kiêu nói, anh không cần ngày nào cũng chăm sóc bọn họ. Không phải em không hiểu ba mẹ anh. Nếu ngày nào cũng xuất hiện trước mặt họ thì ba sẽ nói anh không nghiêm túc làm việc, còn mẹ thì lúc nào cũng bắt anh uống súp. Lâm Thiển bực tức nghiến răng, cười nhạt. Vậy là anh có phúc mà không biết hưởng. Cố Thành Kiêu sửng sốt, thấy câu này không có thiện ý nhưng anh lại không nhìn ra sắc mặt của cô. Không khí lại trở nên lúng túng. Chẳng lâu sau, Lâm Thiển nấu xong cháo, nghĩ đến còn có Cố Thành Kiêu ở lại nên cô làm thêm 2 đĩa xào, còn nấu thêm 1 nồi sủi cảo. Dù sao, người ta cũng giúp cô chăm sóc 2 con lúc cần, bây giờ đến giờ cơm, không nhẽ lại đuổi người ta về. Thật ngại quá, không có gì mời anh. Cố Thành Kiêu cảm nhận sâu sắc sự xa cách, khách khí của cô. Không sao đâu, anh ăn gì cũng được. Em để anh ở lại là anh đã thỏa mãn lắm rồi. Cháo trắng rất nhạt, Lâm Thiển liền cho thêm vào chút muối tăng hương vị. Bọn nhỏ thích thú ăn cũng nhiều hơn. Nam Nam ăn khá ngon miệng, ăn xong bát cháo rồi còn chén thêm 3 cái sủi cảo. Bác bắc không được như vậy, cô lắm cũng chỉ húp được nửa bát cháo. Bất ngờ nhất với Cố Thành Kiêu là món sủi cảo, nhỏ nhỏ mà đủ loại nhân bánh, mùi vị ngon ngoài dự liệu. Chú Tiểu Mã, mẹ cháu làm sủi cảo ngon không? Đây là mẹ cháu làm à? Anh còn tưởng đây là đồ mua ở siêu thị cho hai đứa nhỏ ăn. Đúng vậy, mẹ cháu biết làm rất nhiều món ăn ngon. Lần này cho chú ăn sủi cảo, lần sau cho chú nếm bánh trôi pha lê 7 màu. Cố Thành Kiêu tò mò nhìn sang Lâm Thiển chờ đợi. Lâm Thiển trừng mắt liếc anh rồi quay lại nói. Đừng có mơ, ăn xong rồi đi mau lên. Nam Nam thấy mẹ nổi giận, mím chặt cái miệng bé xinh, đôi mắt to tròn chốc chốc liếc sang mẹ. Chốc chốc lại nhìn Cố Thành Kiêu. Ngược lại bác bác rất biết nhìn nét mặt, để thìa xuống nói. Mẹ, con thật sự không ăn được nữa, con muốn ngủ. Được, mẹ thu dọn xong sẽ vào với con vào phòng đi. Nam Nam đảo trong mắt một lượt nhanh trí nói. Mẹ, con cũng không ăn nữa,
Con no rồi, con đi xem phim hoạt hình được không? Đi đi. Trên bàn ăn chỉ còn lại Lâm Thiền và cô Thành Kiêu. Nhiều năm như vậy, đến giờ cô vẫn không nghĩ tới mình lại có thể cùng anh ăn cơm nói chuyện một lần nữa. Ăn xong thì đi đi, sau này đừng tìm tôi nữa. Thiền Thiền. Lâm Thiền chợt cúi đầu cắt lời anh. Anh đừng gọi tôi như vậy. Tôi biết sau khi trở về anh nhất định sẽ tới tìm tôi. Vậy chỉ bằng chúng ta nói chuyện một lần cho rõ ràng. Ngày đó, anh đưa đơn ly hôn cho em là vì anh không muốn em phải thủ tiết cả đời vì anh. À, anh thật quá tự tin. Anh có chết thì tôi cũng chỉ khóc nhiều lắm là mấy tháng thôi. 1-2 năm sau là tôi đã tìm người khác rồi. Anh đưa đơn ly hôn cho tôi, mẹ anh liền nhân cơ hội đuổi tôi ra khỏi thành để. Nhà họ Cố không một ai đứng ra nói đỡ cho tôi. Anh thấy tôi còn nhớ nhung anh được sao? Thật xin lỗi, tha thứ cho anh được không? Anh xem, rời thành để không bao lâu tôi đã có tình cảm mới. Còn có 2 đứa con sinh đôi. Dù kết quả không tốt đẹp nhưng cũng không sao. Cóc nhái 2 chân khó tìm. Đàn ông 3 chân, khắp phố phường đều có. Tôi sợ gì không tìm được ai. Sắc mặt của Thành Kiêu khẽ cứng lại thấp giọng nói. Em càng nói vậy, anh càng cảm thấy em cố tình. Thôi đi, anh nghĩ anh là thần thánh sao? Anh nghĩ chuyện gì anh cũng có thể điều khiển được à? Anh điều tra vụ án giỏi như vậy, nhưng anh có giỏi tra lòng người không? Con người ai cũng có thể thay đổi. Là các người ruồng rẫy tôi trước. Anh có tư cách gì cầu xin tôi tha thứ? Tại sao vào lúc tôi đã chấp nhận tất cả, để bắt đầu cuộc sống mới thì anh lại muốn đảo lộn cuộc sống của tôi? Anh không thấy làm như vậy là quá ích kỷ sao? Lâm Thiển càng nói càng kích động, bất giác cao giọng. Cô nhìn thấy Nam Nam ngồi trên ghế sofa ngơ ngác nhìn về phía bọn họ. Vẻ mặt hốt hoảng của cô bé khiến cô cảm thấy tràn đầy cảm giác tội lỗi. Xin lỗi con, Nam Nam, mẹ không thể cho con người cha này được. Mẹ, sao mẹ lại cãi nhau với chú Tiểu Mã? Không cãi nhau, không cãi nhau. Mẹ với chú đang nói chuyện thôi. Vui vẻ mà, vui vẻ mà. Mẹ sẽ nói khẽ, không ảnh hưởng con xem phim hoạt hình. Vậy còn được. Năm năm còn nhỏ rất tin tưởng mẹ, cũng rất dễ bị dụ dỗ. Vừa nghe mẹ nói như vậy thì cô bé quay đầu lại xem phim hoạt hình rồi. Lâm Thiển hạ thấp giọng nói. Tôi hy vọng sau này anh đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mẹ con tôi nữa. Tôi xin anh đấy. Cổ họng của Thành Kiêu lên xuống, khó lòng cất lời. Anh sợ nhất chuyện này mà cuối cùng nó vẫn đến. Ba em đang gặp chuyện, anh chỉ muốn... Không cần, tôi không còn là tôi của trước kia nữa. Đúng vậy, anh đã nhận ra, con chim non giờ đã đủ lông đủ cánh, cô thật sự không còn là cô của trước kia nữa. Ăn bữa tối xong, Cố Thành Kiêu muốn đi về. Nam Nam lưu luyến không rời, lôi kéo tay anh đến cửa thang máy. Chỉ ở bên nhau có mấy tiếng mà cô bé đã bắt đầu dựa dẫm anh. Còn anh cũng rất yêu thích cô nhóc này. Chú Tiểu Mã, bao giờ thì chú trở lại? Cố Thành Kiêu lùi về phía sau nhìn Lâm Thiển. Lâm Thiển đang đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào bọn họ, như sợ anh sẽ mang con gái của cô chạy mất. Lần sau có thời gian rảnh, chú sẽ đến thăm Nam Nam. Là lúc nào vậy ạ? Lâm Thiển lên tiếng. Nam Nam, chú phải về rồi. Con quay vào nhà đi. Nam Nam kéo kéo tay Cố Thành Kiêu, ý nói anh ngồi xuống. Cố Thành Kiêu khó hiểu ngồi xuống. Nam Nam nhón chân, ghé miệng sát tay anh len lén nói. Chú Tiểu Mã, nếu mẹ cháu không thích chú, thì chú đừng thèm xếp hàng nữa. Chú theo đuổi cháu đi, cháu thích chú. Cố Thành Kiêu bật cười từ đáy lòng. Loại cảm giác này thật kỳ lạ. Dường như bao muộn phiền chất chứa trong tim liền bị quét sạch. Anh trìu mến xoa xoa cái đầu nhỏ của Nam Nam. Được. Ngéo tay. Nam Nam mở to đôi mắt trong veo nhìn anh. Được. Ngéo tay này là cả trăm năm. Không cho nuốt lời. Nuốt lời là thành cún con. Được rồi, hẹn gặp lại chú Tiểu Mã. Trái tim Cố Thành Kiêu xót xa, lưỡng lự đi vào thang máy, vẫy tay với Nam Nam, cùng vẫy tay với Lâm Thiển. Hẹn gặp lại.
Nhìn cảnh này không phải trong lòng Lâm Thiền không có cảm giác. Thật ra cô rất mâu thuẫn. Vừa vui mừng vì anh bình yên trở về, vừa tức giận vì anh đã đưa cô đơn thỏa thuận ly hôn. Cô vừa muốn các con có được một gia đình trọn vẹn, vừa sợ mọi người không được như ý muốn, cô lại mất con. Mất con cô không dám nghĩ đến hậu quả này, cho dù có nắm chắc 9 phần thì cô cũng không muốn cược. Cô sợ thay đổi nên không muốn thay đổi. Cô không thể chịu đựng nổi nếu phải mất đi bất kỳ đứa con nào. Sau nửa đêm Bắc Bắc lại sốt cao. Lâm Thiền nằm bên cạnh mà cảm giác người con tỏa ra hơi nóng như lò than. Alo, Phạn Phạn. Thật có lỗi, muộn thế này còn gọi cậu. Sao vậy cậu Thiền? Phạn Phạn mơ mơ màng màng, cảm giác giọng còn chưa tỉnh. Bác Bác bị sốt, 40,3 độ. Tớ đã cho nó uống hạ sốt nhưng cơn sốt vẫn không thuyên giảm. Tớ phải mang nó đến bệnh viện ngay, nhưng tớ không yên tâm để Nam Nam ở nhà một mình. Cuối cùng Phạn Phạn cũng nghe rõ. Cậu nên gọi tớ từ sớm, cậu mau dẫn Bác Bác đi bệnh viện đi, tớ sang nhà cậu ngay đây. Được, cảm ơn. Cúp điện thoại, Lâm Thiền không dám trì hoãn, lập tức mặc quần áo vào cho Bác Bác rồi bế con ra cửa. Cả người Bác Bác nóng như than. Càng làm cho Lâm Thiền lo lắng chính là cô gọi cậu bé mà cậu bé không hề có phản ứng. Chạy ra khỏi khu nhà, Lâm Thiền bối rối, xe cô vẫn còn ở bệnh viện. 3 giờ sáng, đêm khuya vắng người, trên đường không có lấy một chiếc xe, Lâm Thiền khẽ cắn răng nghĩ cách chạy tới bệnh viện. Đúng lúc này, chiếc xe đang đậu ven đường đột nhiên nháy đèn, ánh sáng chói mắt làm cô không mở mắt ra được. Cô nhau mắt nhìn về phía trước là xe của Cố Thành Kiêu. Vậy mà anh vẫn chưa đi. Cố Thành Kiêu vội vã chạy đến, không nói gì liền đỡ Bác Bác từ tay cô. Lại sốt cao à? Ừ, uống thuốc hạ sốt mà nhiệt độ cũng không giảm, sốt đến 40,3 độ rồi. Nghe anh đi bệnh viện từ sớm có phải tốt không? Mau lên xe đi. Lúc này đây Lâm Thiền cũng chẳng thèm để ý nhiều như vậy, theo anh lên xe. Vừa lái xe Cố Thành Kiêu vừa hỏi. Nam Nam ở nhà một mình sao? Tôi gọi Phạn Phạn rồi, cậu ấy sẽ đến. Mất bao lâu cô ấy mới đến được? Nhanh thì 20 phút. Vậy thì trong khoảng thời gian này Nam Nam chỉ có một mình thôi à? Ừ. Em thật liều lĩnh, sao không đi từ sớm? Cố Thành Kiêu đắn đo một lúc, lo âu dặn dò. Nhắn cô ấy đến nhà thì gọi báo cho em, xác nhận Nam Nam không xảy ra chuyện. Lâm Thiển sốt ruột tự trách, ôm chặt Bác Bác. Nhìn tiểu quỷ bình thường hay vui vẻ gây chuyện, giờ ỉu xìu mà cô đau lòng khôn nguôi. Nhà có 2 đứa trẻ, cô đã sớm trở thành chuyên gia. Trẻ con cảm mạo nóng sốt là chuyện bình thường. Ở nước ngoài làm gì có chuyện cấp cứu, muốn gặp bác sĩ còn phải hẹn trước. Chờ hẹn được thì con đã khỏi bệnh rồi. Cô vẫn luôn xử lý như vậy, đâu biết lần này Bác Bác lại bị nặng đến thế. Đến bệnh viện, Cố Thành Kiêu ôm cậu bé chạy thẳng vào trong. Xét nghiệm máu thấy số lượng bạch cầu quá cao, nhiễm khuẩn nghiêm trọng, phải truyền nước biển. Truyền nước biển thì phải thử nghiệm ra, vừa chọc kim vào Bác Bác đã bừng tỉnh khóc ré lên vì đau. Cố Thành Kiêu ôm cậu bé, khẽ dùng sức đè lại lấy cánh tay. Tay cậu nhóc này nhỏ như thế mà rất có lực. Lâm Thiển che kín mắt con an ủi. Bác Bác, chịu khó một chút, chịu khó một chút. Nửa tiếng sau kết quả thử nghiệm ra đã có. Không có phản ứng thuốc, có thể truyền nước biển. Đi vào đến phòng truyền nước, y tá định dùng kim chọc vào mu bàn tay Bác Bác. Bác Bác còn chưa phản ứng thì Lâm Thiển đã nóng nảy. Kim dài như vậy sao? To như vậy à? Y tá, cô có chắc đây là kim chích cho trẻ em không? Y tá đã quen với những phản ứng thế này nên cũng không trách giận, kiên nhẫn giải thích. Chích vào rồi thì kim cứng sẽ được rút ra, chỉ để lại ống mềm bên trong, có thể lưu được 3 ngày. Dùng kim cứng thì sẽ dễ tiêm hơn. Hơn nữa, ngày mai còn truyền nước biển tiếp nên cũng phải tính để chỉ cần lấy ven một lần thôi. Ở nước ngoài, cảm mạo nóng sốt không cần truyền nước biển, nhưng về nước bác sĩ rất chuộng dùng nước biển. Lâm Thiển cũng không thể đùa với sức khỏe của con nên đành phải nghe theo lời dặn của bác sĩ. Thế nhưng cái kim này chọc vào mu bàn tay Bác Bác thì cũng giống như đâm vào tim cô vậy. Mẹ, đừng sợ, con không sợ đau. Bác Bác nói. Chị y tá, chị nhẹ tay một chút nhé. Y tá cười.
Được, em thật dũng cảm. Lời ven xong truyền được nước, Cố Thành Kiêu bế cậu bé đi tìm một chiếc giường nằm. Đây là khu truyền nước biển cho trẻ em, cũng như bọn họ có rất nhiều bố mẹ đứng chăm sóc con truyền nước, mặc dù mọi người không quen biết nhau, nhưng trong lòng đều có cùng một nỗi lo âu. Lâm Thiển và Cố Thành Kiêu ngồi xuống mép giường gỗ, bận rộn vừa đi qua, mặt trời bên ngoài cửa sổ đã ló rạng. Phạn Phạn báo bình an chưa? Rồi, Nam Nam vẫn ngủ ngon, còn chưa tỉnh lại. Vậy thì tốt rồi. Lâm Thiển quay sang nhìn Cố Thành Kiêu thấp giọng nói. Tôi không nghĩ bác bị ốm nặng như vậy. Làm mẹ như tôi thật thất trách. Lần này thật sự cảm ơn anh. Không cần phải khách khí với anh như vậy. Cho dù em có muốn hay không, anh cũng là chỗ dựa của mẹ con em. Lâm Thiển không biết đáp lại như thế nào. Cố Thành Kiêu lặng lặng nhìn bác, một giây cũng không thể rời mắt. Lúc nhìn Nam Nam, anh chỉ cảm thấy cô bé này chính là bản sao của Lâm Thiển. Ngoài ra, anh không nghĩ tới điều gì khác. Nhưng khi nhìn bác, loại cảm giác kỳ diệu khó tin kia ngày càng trỗi dậy rõ ràng. Bác và Nam Nam tuy là sinh đôi, nhưng từ khi lọt lòng mẹ đã không giống nhau. Sau này càng lớn càng không giống. Cố Thành Kiêu yên lặng nhìn cậu bé ngủ say. Đường nét khuôn mặt rất giống anh khi còn bé. Ở trên tường nhà họ Cố có treo rất nhiều ảnh của anh hồi nhỏ. Không phải anh cố nghĩ khác đi, nhưng anh thật sự cảm thấy bác rất giống mình. Nam Nam và bác sinh tháng mấy? Câu hỏi đột ngột làm Lâm Thiển kinh ngạc. Cô hỏi ngược lại. Sao vậy? Anh chỉ tò mò thôi. Tháng 9. Tháng 9 à? Đúng vậy, tháng 9. Lâm Thiển không biết anh muốn hỏi cái gì, nhưng cô chỉ có thể dùng mọi biện pháp để anh hết hy vọng. Cố Thành Kiêu thản nhiên nói. Nếu là tháng 10, dựa theo yêu cầu của nhà trẻ trong nước, thì sang năm bọn nhỏ mới có thể đi mẫu giáo. Lâm Thiển hơi chột dạ, cẩn thận trả lời. Là ba tôi thu xếp với nhà trẻ, chúng tôi xếp lớp sớm. Vậy đến khi lên cấp 1 thì phải chờ đến đủ tuổi, chưa đủ tuổi lại phải học thêm một năm nữa ở lớp mẫu giáo. Lâm Thiển lúc này bí nước, vẻ mặt có chút cứng ngắc. Sao vậy? Ha ha, anh thật là hiểu biết. Trong lòng cô đăm đăm nghĩ, nếu Nam Nam và bác học cấp 1 đúng tuổi thì sẽ bị anh nghi ngờ. Cô nhìn anh cố ý nặn ra nụ cười. Ha ha, hình như tôi nhớ nhầm, sinh vào tháng 8, vừa đủ tuổi đi học. Cố Thành Kiêu nghi ngờ nhìn cô cười cười. Lâm Thiển cảm thấy nụ cười này của anh rất gian manh, khiến cho lưng cô lạnh toát. Chẳng lẽ cứ vậy mà bại lộ sao? Cố Thành Kiêu thấy cô cố ý tránh cũng không cố hỏi. Thấy cậu bé đã ngủ say anh liền nói. Vậy em chăm bác đi, anh ra bên ngoài xem có đồ ăn gì không? Tôi không đói. Anh sợ cậu bé đói. Lâm Thiển bị hớ. Muộn thế này làm gì có ai bán? Cố Thành Kiêu thở dài, giơ cánh tay lên, ngón tay gõ gõ lên mặt đồng hồ. Đã là buổi sáng rồi. Cố Thành Kiêu bất chợt cười thành tiếng, chống hai tay lên đầu gối đứng lên. Tim Lâm Thiển đập thình thịch. Nhiều năm như vậy, tim cô vẫn vì nụ cười lơ đãng của anh mà lỡ nhịp. Đến khi anh quay người rời đi, cô mới dám thở ra từng đợt. Cuối cùng bác cũng bắt đầu toát mồ hôi. Ra mồ hôi được nghĩa là đã hạ sốt. Lâm Thiển rút điện thoại di động ra, do dự một chút rồi cũng kéo số điện thoại của Cố Thành Kiêu ra khỏi sổ đen. Alo, chuyện là bác đã toát mồ hôi. Nếu có cửa hàng nào mở rồi, anh mua một chiếc khăn lông, cảm ơn. Được, em còn cần gì nữa không? Tạm thời không cần. Lâm Thiển. Giọng anh trong điện thoại vô cùng trầm ấm, Lâm Thiển ngừng thở, chờ anh nói câu tiếp theo. Một giây, hai giây, Lâm Thiển nghi ngờ nhìn di động, thấy di động còn tín hiệu. Sao? Không có gì, anh thấy cửa hàng tiện lợi rồi, anh qua đấy xem. Thâm tâm Lâm Thiển thoáng có chút cảm giác mất mát mơ hồ. Được. Chỉ một lát sau anh mang đồ vào, trong hành lang mờ ảo yên tĩnh, tiếng chân anh trầm ổn mạnh mẽ, dáng người cao lớn mang theo khí phách kiêu hãnh. Lâm Thiển nhìn anh đi tới phía xa.
Trên người anh vẫn còn loại khí phách bức người khiến người khác không thể rời mắt. Mấy năm qua chỉ cần chờ bọn trẻ ngủ say là cô lặng lặng ngồi ngắm Bắc Bắc thật lâu như là đang nhìn anh. Thật ra xét về dung mạo thì hiện giờ Bắc Bắc với Cố Thành Kiêu không giống nhau lắm. Nhưng cô đã nhìn thấy ảnh Cố Thành Kiêu khi còn bé. So với độ tuổi này thì hai người giống nhau như đúc. Lúc trước Cố Đông Quân cũng nghi ngờ. Trong đám tang ông nội anh có nhìn thấy Bắc Bắc. Lúc nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của anh, Lâm Thiển cũng rất lo lắng. Sau đó Cố Đông Quân và Cố Nam Hách trực tiếp hỏi cô, cha của bọn trẻ có phải Cố Thành Kiêu không? Cô đã nghĩ ra lý do từ sớm nên chỉ cần một câu trả lời đã gạt bỏ mọi liên hệ. Nhưng nếu Diệp Thiến Như thấy được Bắc Bắc thì cô không cần lên tiếng, bà ấy cũng sẽ biết Bắc Bắc là con của ai. Lúc đầu cô không nghĩ đến việc hai ông bà Cố quay về thành phố B, càng không ngờ Cố Thành Kiêu có thể quay về. Lâm Húc thu xếp mọi chuyện trong nước, cô thấy an toàn mới đưa hai con về. Những chuyện phát sinh sau này khiến cô không kịp đối phó. Bây giờ chỉ dựa vào sức của một mình cô còn có thể lừa gạt được bao lâu đây? Cố Thành Kiêu đi đến bên giường, đưa ra hai cặp lồng giữ nhiệt. Đây là bánh mì và hoành thánh. Đây là khăn lông. Anh có mua thêm một bộ áo lót. Em xem có cần thay quần áo khô cho bác không? Lâm Thiển rất bất ngờ. Không nghĩ anh lại tỉ mỉ đến vậy, còn chu đáo hơn cả người làm mẹ là cô. Cảm ơn, anh... Lâm Thiển vừa thấy Cố Thành Kiêu đã hơi mất bình tĩnh, cô nghiêng sang nhìn bác nói. Mu bàn tay còn có ven, không tiện thay quần áo. Cố Thành Kiêu không nói gì, liền dừng van nước biển, rồi nhanh chóng mà vô cùng nhẹ nhàng rút ống truyền ra. Này! Không sao đâu. Thay quần áo xong vẫn cắm vào được, anh có thể làm mấy chuyện này. Lâm Thiển khẽ rầu môi. Anh giống như gậy như ý vậy, chấn định tâm trí hoảng loạn của cô, mang lại cho cô cảm giác thiết thực và an toàn. Hai người phối hợp cùng nhau thay quần áo cho bác. Vì ra mồ hôi nên quần áo bên trong của bác ướt đẫm. Không cần mặc áo khoác đâu, trong này ấm áp. Mặc nóng quá không tiện, đắp chăn là được rồi, để bác thoải mái chút. Nói xong, anh cuốn bộ quần áo đẫm mồ hôi lại rồi nói. Để anh vào vò qua, đặt lên máy sưởi một chút, lỡ như lát nữa ướt bộ này thì còn có cái thay. Bây giờ ngoài trời đã tờ mờ sáng, Lâm Thiển không kiềm chế nổi, hai mắt ửng lên. Anh lo liệu tất cả những chuyện cô không kịp nghĩ đến. Qua cơn sốt, bác lại tỉnh dậy. Lâm Thiển sờ trán bác. Ừ, hết sốt rồi. Con có thấy khỏe hơn không? Có ạ. Có muốn ăn hoành thánh không? Dạ muốn. Đây, để mẹ đỡ con dậy, dựa vào gối rồi ăn hoành thánh nhé. Lâm Thiển cầm cặp lồng giữ nhiệt lên, mở nắp ra. Mùi thơm tỏa ra ngào ngạt, ánh mắt bác sáng lên, không nhịn được mà liếm môi, cậu bé cũng đói bụng. Mẹ, nhanh lên chút, con muốn ăn. Được, chậm một chút không nóng. Nhìn con trai không kiềm chế được mà ăn hết miếng này đến miếng khác, Lâm Thiển yên tâm hẳn lên, vẻ mặt cũng vui mừng thấy rõ. Cố Thành Kiêu ra tới thì nhìn thấy cảnh này. Chú! Bác khỏe lên không ít, giọng nói trong trẻo vang lên trong căn phòng chứa nước biển yên tĩnh. Ừ! Cố Thành Kiêu khẽ gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh bác. Đưa cánh tay truyền nước cho chú. Cố Thành Kiêu giặt quần áo rồi hỏi xin y tá một bình thủy tinh rỗng, còn đổ nước nóng vào trong. Anh dùng khăn bông bọc bình thủy tinh lại, rồi cuốn ống truyền nước biển hai vòng, nhét chung vào trong khăn bông. Cứ như vậy nước biển truyền vào không lạnh mà ấm áp. Đặt tay ở đây. Bàn tay Cố Thành Kiêu nắm bàn tay nhỏ bé của bác, liên tục nắm để truyền hơi ấm vào bàn tay nhỏ lạnh như băng. Ấm chưa? Dạ rồi. Ăn hoành thánh đi. Vâng, mẹ, cho con ăn nữa. Lần này bác bị ốm nặng, truyền nước liên tục 6 ngày, cứ 2 ngày lại làm xét nghiệm máu để xem chỉ số bạch cầu. Đến khi thử máu lần thứ 3 thì bạch cầu mới hạ xuống tới mức bình thường. Hai mu bàn tay bác đều có lỗ kim, tím một mảng lớn. Mấy ngày này Cố Thành Kiêu đưa đón ba mẹ con. Lúc bác đi truyền nước biển thì Cố Thành Kiêu chăm, còn Lâm Thiển phải vào phòng hồi sức cấp cứu thăm ba. Lâm Húc vẫn như trước, không hề có dấu hiệu thức tỉnh.
Theo y tá nói thì Dung Tử Khâm và Lâm Duy Nhất chỉ đến thăm 3 ngày đầu tiên, đứng ở ngoài. Sau đó bọn họ đã không đến thêm lần nào nữa. Đến cả tiền thuốc thang của Lâm Húc cũng không đóng kịp thời. Cái gì? Đến cả tiền thuốc thang bọn họ cũng không đóng sao? Đúng vậy. Đây là tờ đơn thuốc cần nộp. Lâm Thiển nhận giấy từ tay y tá tức giận đến run cả tay. Hóa đơn cho thấy 300.000 đã thanh toán hết, còn lại hơn 50.000. Nhà họ Lâm đồ sộ như vậy, tài sản đến cả 100 triệu. Mấy trăm nghìn tiền thuốc chỉ như cái móng tay. Mỗi cái túi của Lâm Duy Nhất tùy tiện mua cũng phải từ mấy trăm nghìn cho đến hơn 1 triệu. Số tiền thuốc này quá lắm cũng chỉ bằng một bữa cơm của bọn họ thôi. Hơn nữa đây chính là Lâm Húc, là chồng của Dung Tử Khâm, là ba ruột của Lâm Duy Nhất. Sao bọn họ lại có thể làm như vậy? Bọn họ thật sự muốn trơ mắt nhìn Lâm Húc chết sao? Trưởng khoa nhìn thấy người nhà bệnh nhân liền đến hỏi thăm. Lâm tiểu thư, Lâm tiên sinh có vết máu tụ trong não. Tôi đã thử mọi loại thuốc nhưng hiệu quả không rõ ràng. Nếu máu bầm nguy hiểm đến tính mạng thì e rằng phải phẫu thuật mở não một lần để loại bỏ vết máu tụ. Lâm Thiển nghe được thì thất kinh hồn vía. Bác sĩ, vậy ba tôi có thể tỉnh lại được không? Tôi không thể đảm bảo, chỉ có thể cố gắng hết sức. Lâm Thiển hoảng hốt. Ba cô là cây cao bóng cả, che gió che mưa cho cô. Vì cô mà chống đỡ từng ngày, bỗng dưng cây đổ cô biết phải làm sao bây giờ. Nên tôi muốn xin ý kiến của người nhà, có đồng ý làm phẫu thuật không? Tốt nhất là cô nên bàn bạc với người nhà một chút. Nếu bọn họ không đồng ý thì làm sao đây? Chuyện này, người trong nhà nên bàn bạc với nhau rồi sớm cho tôi câu trả lời chắc chắn. Đây chỉ là phẫu thuật dự phòng, không nhất định phải làm. Nhưng cũng có thể tùy theo tình hình của bệnh nhân mà cần làm phẫu thuật ngay. Được, tôi hiểu. Tôi sẽ cho bác sĩ câu trả lời chắc chắn. Lâm Thiển ngơ ngẩn ra khỏi phòng cách ly. Tay run run rút điện thoại gọi cho Dung Tử Khâm. Điện thoại vang lên thật lâu, Dung Tử Khâm mới nghe máy. Vừa nghe máy thì thái độ đã không hề cầu thị. Cô tìm tôi có chuyện gì? Mọi chuyện giao cho luật sư hết rồi. Có chuyện gì thì nói luật sư liên lạc với luật sư của tôi. Không phải chuyện ở tòa, là chuyện của ba tôi. Bác sĩ nói ba tôi có thể phải làm phẫu thuật lần nữa, vì vết máu bầm trong não không loại bỏ bằng thuốc được. Đầu dây điện thoại bên kia không có tiếng đáp, Lâm Thiển thúc giục. Bệnh viện yêu cầu tôi cần phải đưa ra quyết định của gia đình người bệnh. Nếu bà đồng ý thì hôm nay đến đây ký một chữ. Cuối cùng Dung Tử Khâm cũng lên tiếng hỏi. Cô đồng ý? Tôi có thể không đồng ý sao? Bác sĩ nói nếu huyết áp não quá cao, gây ra hiện tượng máu ứ mà không biết, thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của ba. Dung Tử Khâm suy nghĩ lưỡng lự rằng co một hồi lâu rồi lạnh lùng nói. Cô đồng ý thì cô đi ký tên đi. Mọi hậu quả cô sẽ tự chịu trách nhiệm. Gì có ý gì? Lại không có động tĩnh. Dì Dung, không lẽ dì định không cho ba điều trị nữa sao? Tiền thuốc cũng chưa đóng, chẳng lẽ dì muốn ba tôi chết à? Lâm Thiển, cô chú ý lời ăn tiếng nói của cô. Ba cô ngã cầu thang là tại con trai cô. Cô phải là người có trách nhiệm nhiều nhất. Nếu ba cô có chuyện bất chắc, thì cũng đều do con trai cô làm hại. Dì đừng có già mồm, át lẽ phải. Không nên quá đáng như vậy. Là cô không nên quá đáng. Lâm Húc luôn miệng nói, muốn đền bù che chở cho cô. Nếu vậy thì giờ ông ấy gặp nạn. Sao đứa con cưng như cô không báo hiếu ông ấy đi? Ý của dì là dì không xen vào chuyện của ba tôi nữa phải không? Tôi nên nghĩa vợ chồng với ông ấy 20 năm. Dung Tử Khâm tôi cho ông ấy tất cả mọi thứ, không nợ nần bất kỳ điều gì. Bây giờ ông ấy bị nạn, nhà họ Dung cũng không thể bị liên lụy. Một mình tôi phải đứng mũi chịu sào. Tôi có trách nhiệm của người thừa kế duy nhất của nhà họ Dung. Ông ấy sẽ hiểu điều này. Lâm Thiển nghe xong thì trong lòng lạnh lùng từng cơn. Tôi chỉ nói đến thế thôi. Sau này thì để hai bên luật sư trao đổi với nhau đi. Nghe thấy tiếng của cô là tôi thấy lợm giọng rồi. Nói xong Dung Tử Khâm cúp điện thoại.
Lâm Thiển hít sâu vào từng cơn. Cô ngẩng đầu lên, mí mắt căng ra hết sức, cắn chặt răng, tuyệt đối không thể để nước mắt rơi xuống. Cô chưa bao giờ mê tín, không tin thần linh, nhưng lần này cô thật sự không thể không nghi ngờ. Liệu mình có số khắc tinh bẩm sinh không? Tại sao người thân nào bên cạnh cô cũng cứ lần lượt gặp nạn? Mẹ! Đột nhiên tiếng gọi trong trẻo của bác truyền đến từ bên cạnh. Lâm Thiền tỉnh lại thì thấy Cố Thành Kiêu bế bác đứng nhìn cô. Nhất thời cô không phản ứng kịp, ngây người như phỗng đứng tại chỗ. Cố Thành Kiêu đi đến nói. Bác sĩ đã xem kết quả xét nghiệm máu. Các chỉ số đều bình thường, tất cả đều ổn. Lâm Thiển trì trệ gật đầu. Ba em thế nào rồi? Lâm Thiển đờ đẫnh, chớp chớp mắt. Có lẽ phải làm phẫu thuật. Cố Thành Kiêu nghĩ cô quá nóng ruột nên mới động viên. Em phải tin tưởng bác sĩ. Bác sĩ Trương là thầy của Ninh Chi Viễn, y thuật rất cao siêu. Nếu như ông ấy làm phẫu thuật thì chắc chắn sẽ thành công. Lâm Thiển hít sâu, nhìn khuôn mặt gầy gò tiều tụy bé nhỏ của bác, cẩn trọng nhẹ giọng hỏi. Bác, lúc ở nhà ông ngoại, con có vứt xe ô tô bừa bãi không? Mẹ hỏi con nhiều lần lắm rồi. Vậy con nhớ kỹ lại xem, con có vứt xe ô tô ở cầu thang không? Không đâu, mỗi lần chơi xong con đều cất ô tô đi, không bao giờ quên. Trong mắt Lâm Thiển lóe lên tia vui mừng xen lẫn khổ sở. Cô tin tưởng con mình. Nhưng làm thế nào khiến cho người khác cũng tin một đứa bé trong sáng đây? Dung Tử Khâm và Lâm Duy Nhất cùng nói Lâm Húc đạp phải xe đồ chơi của bác mà ngã cầu thang. Bây giờ ai cũng chỉ trích bác không hiểu chuyện, rồi trách cô làm mẹ không tốt. Tất cả tội trạng đều đổ hết lên đầu hai mẹ con cô. Cô thì không sao, nhưng còn bác. Trẻ con non nớt như vậy, chuyện gì cũng không hiểu. Kể cả cậu bé có đứng ra nói mình không vứt đồ chơi bừa bãi thì ai sẽ tin? Mẹ không tin con sao? Không, mẹ tin con. Cũng tin tưởng ông ngoại con phúc phần lớn. Nhất định sẽ vượt qua cửa ải khó khăn này. Mẹ, con muốn nhìn ông ngoại một chút. Con ngoan, chờ ông ngoại khỏe hơn một chút thì vào thăm nhé. Bây giờ mình phải để ông dưỡng bệnh thật tốt. Lâm Thiển quay đầu lại nói với Cố Thành Kiêu. Tôi đi nộp viện phí, phiền anh bế thằng bé một lúc nữa. Không sao đâu, em đi. Cố Thành Kiêu liếc mắt thấy tờ đơn dục viện phí thì hơi nhíu mày đuổi theo hỏi. Dì Dung bỏ mặc ba sao? Lâm Thiển than thầm trong bụng, thật sự không có chuyện gì qua nổi mắt anh. Bà ta làm vậy thật quá đáng, vậy tiếp theo em phải làm sao đấy? Lâm Thiển kiên định nói. Dù thế nào, tôi cũng sẽ không bỏ mặc ba tôi.